cho gia đình quan viên họ nhà trai chúng tôi và làm vợ của chú rể Kỳ Anh. Xin trân trọng kính mời. Và kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, tôi là bố của cô dâu, xin thay mặt cho họ nhà gái chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chân tình của họ nhà trai. Hôm nay là lễ thành hôn của Kỳ Anh và Thúy Anh. Chính thức hai nhà con sẽ nên duyên vợ chồng. Và hôm nay là ba cũng mong muốn rằng tụi con sẽ trọn đời mãi mãi bên nhau hạnh phúc. Và xin cuối cùng xin chúc cho quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị quan khách cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Kính thưa các quý vị quan khách của hai bên gia đình, vừa rồi bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan họ nhà gái, cũng chính là ông thân sinh ra cô dâu Thúy Hằng, đã phát biểu trong chương trình ngày hôm nay, chính thức trao cô dâu Hằng về làm dâu con của gia đình quan viên họ nhà trai, cũng như gửi những lời chúc phúc cho hai con của mình, Thúy Hằng và Kỳ Anh, được mãi mãi hạnh phúc trọn đời bên nhau. Tiếp nối, ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn của gia đình nhà trai có ý kiến phát biểu đáp từ, dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc phúc cho cặp đôi, cũng như nhận cô dâu Thúy Hằng và trao chú rể Kỳ Anh về làm rể của gia đình quan họ nhà gái. Alo, kính thưa các cụ, công, các bà, toàn quan viên hai họ của hai gia đình. Hôm nay, họ nhà trai chúng tôi có định ngày lành, giờ lành và tháng tốt để tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Kỳ Anh và Thúy Hằng. Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách đã có mặt và có sự hiện diện ngày hôm nay, và xin quý khách xơi dầu, uống nước và hút thuốc và mừng hạnh phúc cho hai cháu và gia đình. Và cũng là xin từ ngày hôm nay là tôi thay mặt họ nhà trai là xin nhận cháu Thúy Hằng là con dâu của ông bà Lĩnh và họ nội tộc của trong họ hàng của chúng tôi, và xin giao cháu Kỳ làm con rể của ông bà Hùng và cũng là họ hàng nội ngoại các cụ công có bài trong đó. Đấy, và chính thức là cũng là buổi lễ thành hôn của hôm nay là chúc hai cháu là từ nay là thành vợ thành chồng và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và sau buổi lễ tổ chức buổi lễ thành hôn hôm nay thì tôi thay mặt và đại diện cho họ nhà trai sau buổi lễ thành hôn của hai cháu và xin kính mời tất cả các cụ công các bà của hai họ xơi bữa cơm thân mật cùng với gia đình và mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Thế thưa quý vị quan khách,